Mùi cơ thể, mùi bàn chân ở phụ nữ mang thai là một điều vô cùng nhức nhối. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng hay là cũng cuộc sống công việc của mọi người, vòng tròn người thân của mọi người trong cái thời gian mang thai rất là nhiều. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng của bà mẹ mang thai rất nhiều luôn. Cho nên là để khắc phục cái tình trạng này thì mình muốn là chia sẻ những cái tip mà có thể hỗ trợ được mọi người một phần nào. Tại vì trong cái thời gian mang thai thì đa phần là do cơ thể thay đổi hormone, thay đổi nội tiết. Cho nên là mình cũng không thể có cái sự can thiệp về mặt y tế hay là về mặt quá sâu làm ảnh hưởng đến em bé hay là ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu. Chính vì vậy mình chỉ có những cái phương pháp ở bên ngoài thôi, ví dụ như là vệ sinh sạch sẽ hơn, chăm chút hơn bằng các loại tinh dầu dùng ngoài thôi, chứ mình không thể sử dụng đường uống được. Đó thì khi mà mình mang thai thì mình cố gắng là giữ cho đôi bàn chân của mình nó khô ráo, nó không bị ẩm. Thì càng ẩm thì vi sinh vật nó sẽ phát triển nhiều và nó sẽ tạo mùi rất là nhiều. Đấy là một số cái lưu ý. Cái thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng là giày bata hay giày búp bê thì đa phần là cái mũi của nó là nó bịt kín chân và không có lỗ hở, cho nên nó sẽ tạo nên được cái môi trường ủ khí ở trong đấy, cho nên là cái mùi của nó rất là nồng. Thì mình có thể là chuyển sang sử dụng các loại giày có tổ ong hay là giày vải để thoáng khí, hoặc là giày búp bê có mũi. Thế là nó lộ ngón chân ra thì nó sẽ thoát khí tốt hơn. Cùng với đó thì mình cũng có thể là sử dụng các miếng lót giày, ví dụ miếng lót giày sử dụng một lần và xịt thêm hương quế vào nữa. Hay là mình cũng có thể sử dụng miếng lót giày hương quế người ta đã tẩm sẵn rồi, và mình có thể là giặt đi và xịt lại cái tinh dầu hương quế để dùng lần hai. Tại vì những người mang thai thì thường sẽ gặp cái tình trạng là tay chân bị tê bì, cái bàn chân bị tê bị bì, cho nên là mình cũng nên là massage chân thường xuyên đấy, và mình cũng nên sử dụng miếng lót giày hương quế người ta tẩm sẵn, thì cái miếng lót đấy nó dày dặn hơn và nó êm chân hơn so với cái loại mà miếng lót giày sử dụng một lần. Ngoài ra thì mình cũng có thể là sử dụng thêm miếng dán khử mùi hương chanh, thì vừa hương chanh vừa hương quế vừa an toàn cho em bé, vừa an toàn cho sức khỏe bà mẹ bầu. Thì mình có thể dán vào lòng bàn chân, dán vào tất hoặc dán vào giày để tăng cái hiệu quả khử mùi hiệu quả hương quế và hương chanh đấy. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là sử dụng các loại tinh dầu để khử mùi, ví dụ như là tinh dầu tràm, tinh dầu kinh diệp hay tinh dầu trầu không. Thì trong cái lúc mà mình bị hôi chân ý, thì mình nên sử dụng tinh dầu trầu không là có cái hiệu quả tốt nhất trong cái việc là tinh dầu trầu không. Mà tinh dầu trầu không thì nó có cái tác dụng là ví dụ như là mình đến nơi những nơi mà có khí寒khí lạnh thì mình có thể là xịt tinh dầu trầu không để cho dư khí, gọi là giải hàn ấy, nó tốt. Đấy là sử dụng tinh dầu trầu không trong thời gian mang thai. Và mình lưu ý khi sử dụng tinh dầu khi hôi chân ở mẹ bầu là mình lưu ý không sử dụng các loại tinh dầu có chứa xạ hương hoặc là năm não, tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi rất là nhiều. Cho nên khi mà mình sử dụng thì mình nên sử dụng đơn chất hoặc là mình lựa chọn cái loại tinh dầu tốt. Ví dụ như là tinh dầu trầu không của nhà Hải Sen thì chỉ có tinh dầu trầu không thôi chứ không có cái chất khác. Ví dụ như vậy. Đó. Ngoài mùi hôi chân ra thì còn có cả mùi cơ thể nữa. Thì bà mẹ bầu sẽ gặp cái tình trạng rất là nhiều đối với là hôi miệng hay hôi toàn thân hay là hôi trên da là do sự thay đổi hormone rất là lớn. Thì mình có thể là sử dụng sữa tắm thảo dược, nhưng mà mình lưu ý là không sử dụng sữa tắm có chứa xạ hương hay long não, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé, sức khỏe của thai nhi. Đó là mình lưu ý. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu với mọi người là sữa tắm dành cho mẹ bầu ở dưới đây thì nó sẽ có một chút hương và cám gạo và một số cái loại vitamin giúp hỗ trợ da của mẹ bầu mềm mại và dịu dàng hơn đó. Hoặc là khi hôi miệng thì mình có thể là sử dụng nước súc miệng, thảo dược cũng là một cái cách mà mình có thể là cải thiện mùi cơ thể tốt nhất ở mẹ bầu. Thì nhưng mà cái sữa tắm của mẹ bầu mang thai hay là mẹ bầu sau sinh thì là khác nhau, tại vì trong thời gian mang thai ấy, cái sữa tắm mình có thể là sử dụng bình thường, nhưng mà sau sinh thì mình cần phải có thành phần giữ ấm và lượng tinh dầu nhiều hơn so với lại trong thời kỳ mang thai. Thì mình sẽ lên clip sau để phục vụ cho cái cải thiện mùi cơ thể sau khi sinh cho bà mẹ mẹ bỉm. Chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về chăm sóc sức khỏe thì mọi người có thể comment ở phần bình luận nhé. À, mình có nói là cần phải chăm sóc đôi bàn chân tốt hơn, thì ở mẹ bầu sẽ có cái lượng tế bào chết ở lòng bàn chân khá là nhiều và khá là dày, thì mình có thể là
Trong những cái tháng đầu thì mình có thể tự làm, nhưng mà khi bụng lớn rồi thì mình cần có sự hỗ trợ của người khác, thì mình có thể sử dụng dụng cụ hoặc là máy tẩy tế bào chết ở lòng bàn chân để nó có cái hiệu quả tốt hơn, và khi mình đi đâu đó thì mình cũng có tự tin hơn về cái đôi bàn chân của mình. Và nhớ là cắt móng thường xuyên nhé, tại vì thường phụ nữ mang thai bụng bự thì khó cắt móng hoặc là làm việc cắt móng, cho nên là mình cố gắng hay là nhờ người hay là nhờ chồng làm. Chúc mọi người có sức khỏe.